Xin chào, tên tôi là Đoàn Hiển. Hiện tôi đang làm việc cho Ủy ban Bầu cử Victoria. Nếu có tên trong danh sách cử tri trước 4 giờ chiều ngày 28 tháng 8 cho cuộc bầu cử Hội đồng thành phố vào tháng 10 năm nay, quý vị sẽ nhận được bộ lá phiếu. Bộ lá phiếu này sẽ được gửi qua đường bưu điện cho quý vị vào đầu tháng 10 này. Nếu đến ngày 16 tháng 10 mà quý vị vẫn chưa nhận được bộ lá phiếu của mình, xin hãy gọi cho chúng tôi qua số 9209-0111 để yêu cầu gửi lại bộ lá phiếu mới. Bây giờ chúng ta hãy xem trong bộ lá phiếu có những gì. Lá phiếu kèm bản tuyên bố của ứng cử viên, tờ rơi đa ngôn ngữ hướng dẫn cách bỏ phiếu, phong bì đựng lá phiếu, phong bì không cần dán tem và đã đề sẵn địa chỉ. Tôi xin hướng dẫn quý vị cách bỏ phiếu hợp lệ. Bước 1. Tách lá phiếu ra khỏi bản tuyên bố của ứng cử viên. Bước 2. Nhờ ai đó đọc bản tuyên bố của ứng cử viên cho quý vị nếu cần. Tiếp theo, quý vị cần quyết định bỏ phiếu cho ai. Bước 3. Cách bỏ phiếu hợp lệ như sau. Quý vị viết số tất cả các ô vuông theo thứ tự quý vị chọn. Viết số 1 bên cạnh ứng cử viên quý vị muốn đắc cử nhất. Viết số 2 bên cạnh ứng cử viên thứ hai theo ý quý vị chọn. Viết số 3 bên cạnh ứng cử viên thứ ba theo ý quý vị chọn. Quý vị phải viết số vào mỗi ô vuông. Tôi xin hướng dẫn cho quý vị cách gửi lại lá phiếu mà quý vị đã điền. Bước thứ nhất, bỏ lá phiếu vào phong bì đựng lá phiếu. Bước 2, ở mặt sau phong bì đựng lá phiếu, quý vị ghi tên, viết ngày tháng năm sinh, viết ngày hôm nay và dán phong bì lại. Bước thứ 3, bỏ phong bì này vào phong bì không cần dán tem, đã đề sẵn địa chỉ. Gửi lại lá phiếu của quý vị càng sớm càng tốt. Quý vị phải gửi qua đường bưu điện hoặc đích thân mang đến văn phòng bầu cử địa phương trước 6 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng 10. Hội đồng thành phố của quý vị, lá phiếu của quý vị, your council, your vote.